Ngọc xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Trong cái video ngày hôm qua thì Ngọc đã làm tức là cái video trước á thì Ngọc có nói tới hai cái sản phẩm muộn mà Ngọc muốn các cô chú anh chị em mình nên thử và dùng. Tức là benzoyl peroxide với lại cái adapalene gel này. Thì cái video ngày hôm qua thì Ngọc đã nói tới cái này rồi, thành ra Ngọc không có nói cái này nữa. Giờ Ngọc chỉ tập trung vào trong cái thứ hai này thôi. Thì như Ngọc đã nói á, là mỗi khi mà sử dụng sản phẩm mụn nào đó thì không nên dùng hai cái cùng một lúc mà chỉ dùng thử mỗi cái thôi. Thì nếu như mà các cô chú chị em mình cái benzoyl peroxide rồi đó mà thấy không có kết quả tốt sau khi khoảng cỡ 3 tuần trở lên rồi đó thì có thể ngừng cái đó và mua cái này thử. Và cái này như Ngọc đã nói là những sản phẩm này là gọi là chỉ dùng cho những trường hợp mụn mà gọi là không có nghiêm trọng. Còn nếu như mà nghiêm trọng thì Ngọc khuyên là nên đi bác sĩ để mà cần có một cái sự gọi là chẩn đoán cũng như là theo kinh nghiệm của bác sĩ thì người ta thấy là nên như thế nào để cho nó tốt nhất. Cũng như đôi khi trong cái tình trạng mà nó nặng á thì đôi khi người ta kết hợp mấy thì là mấy loại cùng một lúc chứ không phải chỉ là một loại thôi. Có thể người ta cho mình uống thuốc cộng với cái chuyện mà thoa đó, hoặc là thoa thì thoa có nhiều loại khác nhau, tức là với cái kinh nghiệm mà gọi là chữa trị của người ta thì người ta thấy ở với cái loại da nào thì những cái nào nó đi kèm với nhau, tức là đã khá là kinh nghiệm nhiều hơn trong cái cách chữa trị đó, thành ra Ngọc khuyên như vậy. Còn cái này chỉ là cho những cái dạng mà gọi là tương đối và là nhẹ, không có quá nặng đó, thì Ngọc khuyên như vậy nha, chứ không có nên mà cứ tiếp tục dùng cái này đó. Thì bây giờ Ngọc tập trung trong cái này, cái loại thứ hai này. Thì cái này thực sự là mới thời gian gần đây thôi, nó mới là không cần thoa bác sĩ, chứ còn trước đó là nó vẫn cần thoa bác sĩ. Ngọc nghĩ trong vòng 6 tháng trở lại đây thôi thì nó mới là không cần qua bác sĩ, còn trước đây là phải cần. Thì cái này là một cái dạng của cái vitamin E, cho nên thành ra nó làm cho cái da mình gọi là tương đối là mẫn cảm với cái ánh nắng tia tử ngoại mặt trời đó nha. Cho nên là không nên dùng cái này mà ban ngày, dùng thoa ra nó ban đêm. Đây người ta nói once daily thì dùng là dùng vào ban đêm mà thôi. Và nên luôn thử nghiệm nó trước khi dùng cả mặt, tức là như Ngọc đã nói là thoa một chỗ nào đó nhỏ nhỏ ở trên cái mặt của mình để xem thử là cái da mình nó có mẫn cảm hay là nó bị những cái tác hại phụ của nó hay là dị ứng với những cái chất ở trong này hay là không đó. Và mình dùng cái đó mình làm cỡ 3 tới 5 ngày, mà nếu như mà thấy mọi thứ nó vẫn có vẻ là ổn, không có cái vấn đề gì đó thì sau đó mình mới thoa lên hết cả mặt. Thì cái chất này á, nó giúp cho làm cho cái lỗ chân lông nó thoáng, nó không có bị nghẹt những cái chất dơ đó, thì đó cũng là một cái mà giúp cho mụn nó không có bị nặng hơn, hoặc là từ từ nó sẽ giúp trị cái mụn, tức là những chỗ mà nó không có chưa lên đó thì có thể là ngăn ngừa nó không có bị mụn, còn những cái chỗ mà đã bị rồi đó thì nó có thể giúp làm cho chữa cái lành cái mụn ở chỗ đó nó bớt đi. À, cái thời gian nếu như mà khi dùng cái này đó, có thể là cái 3 tuần đầu á thì đôi khi mình có thể nghĩ cảm tưởng như có cảm giác như là nó không có tác dụng tốt hay là nó có thể nhìn nó có vẻ như nó xấu hơn, nhưng mà nó không, thật sự nó không phải như vậy. Phải cho nó theo như cái sản phẩm này đó thì cũng phải để mà thấy một cái kết quả gì đó mà rõ ràng thì cũng phải cỡ 5 tuần trở lên. Và khi mà thấy một kết quả mà rất là tốt mà coi như là hữu hiệu đó thì cũng phải 8 tuần trở lên nha. Cho nên thành ra phải kiên nhẫn, như Ngọc đã nói rồi đó, những sản phẩm mà dùng cho mụn hay da mặt đó thì phải kiên nhẫn, chứ không nên là dùng thời gian ngắn rồi lại loại bỏ nó, nói là nó không giúp. Cái điều duy nhất mà mình nên chú ý trong thời gian đầu đó, tức là mình xem thử cái da mình nó có bị dị ứng hay những cái tác hại phụ của nó có nặng hay là không. Đó là cái giai đoạn đầu. Còn mà để kết quả thì phải chờ thời gian lâu dài hơn một chút nha. Thành ra cậu muốn nhắc nhở cái điều đó. Cái điều thứ hai nữa là không nên dùng cái sản phẩm này trên những cái chỗ mà đã bị những cái gọi là cái skin condition khác mà nó không có
đã cái da mình ở đó đã bị hư hại hoặc là nó bị khô, bị gọi là open wound đó, tức là đỏ rồi quá khô hay là bị rách, bị gọi là có cái wound gì đó rồi đó, thì những cái chỗ mà nó bị loét lở rồi đó là không có được nên dùng cái này. Cái này là chỉ dùng lên những cái chỗ mà da vẫn còn bình thường, nó chỉ bị mụn thôi thì mới được dùng đó. Và sau khi mà mình thử nghiệm mà mình thấy ok để thoa lên hết cả mặt rồi đó, thì lúc đó là phải thoa lên hết cả mặt, dùng hết cả mặt luôn chứ không có cái dùng mình chấm từng một chỗ. Và sau khi thoa thì nhớ cái tay mà mình dùng mà để thoa đó đó thì nên là rửa cho nó sạch cái chất này nha. Và như Ngọc đã nói rồi là cái này nó làm cho cái da mình nó mẫn cảm và nó dễ bị gọi là sunburn, tức là sensitive to cái sun đó, light đó. Cho nên sao phải dùng cái kem chống nắng khi mình đi ra ngoài ban ngày, cũng như trong thời gian mà sử dụng cái này á, thì không được nên mà đi tắm nắng hay là như là tanning, hay là đi tới mấy cái chỗ spa mà tanning đó, cũng như mà waxing, tức là gọi là nhổ cái lông da mặt, đại khái làm những cái mà nhổ giật lông giật đồ ra khỏi da mặt á, thì không nên dùng trong cái thời gian, không nên làm những cái vấn đề đó, là waxing đó, không nên làm những cái đó trong cái thời gian mà mình đang chữa trị cái này. Tại vì cái da mặt mình nó đang gọi là thời ngày gian thích nghi với cái này đó, và cái này nó không làm cho cái da mặt mình nó hơi mẫn cảm rồi, mà dùng những cái kia waxing trong cái đồ mà chất mà để dùng wax rồi đó thì nó nóng và nó có những cái chất gọi là peeling, tức là nó giật ra những cái da, nó làm cái da nó không có tốt đó, mà cộng thêm vô cái tác hại phụ của này nữa, cái khó chịu của này nữa là nó làm cho cái da dễ dàng mà bị damage, là burn hơn đó nha. Thành ra không nên làm những cái waxing hay là hair removal product trong khi dùng cái này. Thì cái này nó bán ở tất cả những cái tiệm thuốc lớn như Walgreens, CVS, Walmart đều có hết. Cứ vào ngay chỗ cái hàng mà nó để, thường để ngay chỗ mấy sản phẩm mà dùng cho da mặt, kem dưỡng da rồi đó, hay là giảm bẩm về mụn đó. Chứ nó không có để ngay chỗ mà trước cái pharmacy nha, nó để ở cái phía ngoài á, trước ngay chỗ mà bán về sản phẩm mà cho da, cho chăm sóc da dưỡng da rồi đó, là nó để ở ngoài đó. Còn nếu như không thấy thì có thể hỏi người ta chỉ tới cho mình đúng cái chỗ. Thì như Ngọc nói là nếu như mà khi thời gian đầu mà mình thử nghiệm mà mình thấy, thứ nhất là nó sưng, nó tấy, nó đỏ, nó khô mà nó rát, mà một cách gọi là mình cảm thấy là burn, tức là tùy theo cái cảm nhận của mình đó, mà mình thấy là một cái dạng gì đó, một cái da mình nó phản ứng rất là mạnh với cái này đó, thì không nên dùng nữa, ngừng lại. Còn nếu như một cái cảm giác nó nhẹ thôi, tức là nó cũng bơ nhưng mà nó nhẹ, cũng như nó ra nó khô mà nó rát nhưng mà nó cũng nhẹ thôi, chứ nó không có quá nặng đó, thì nên cho nó một thời gian hơn nữa và mình tiếp tục. Mà nếu như ví dụ như mình cho nó thêm thời gian chút nữa mà nó những cái đó từ từ nó nhẹ đi á thì ok để dùng. Còn nếu như mình cho nó thêm thời gian nhưng mà những cái phản ứng đó nó lại trở nặng hơn nữa, càng lâu càng trở nặng á, thì lúc đó là cái lúc mà mình nghĩ dừng lại, không nên dùng nữa. Tại vì cái đấy đó là một cái dấu hiệu rằng là cái cơ thể của mình hay là cái da của mình nó không có được gọi là ok để mà dùng cái sản phẩm này, thì lúc đó là nên dừng lại. Và trên thông tin ở trên này nó viết rất là rõ, phía trước và phía sau nó viết rất là rõ. Thì Ngọc khuyên là nên dùng, trước khi dùng cái này là nên đọc cho kỹ rõ ràng, chứ không chỉ dựa vào những cái điều mà Ngọc mới vừa nói nha. Đó, tức là phải viết, phải đọc hết những cái này cho rõ ràng để mà thấy rằng mình có những cái điều gì mà mình không nên dùng hay là không đó, chứ không nên chỉ dựa vào những cái điều Ngọc nói. Còn nếu như mà các cô chú anh chị em mà không rõ đó, mà muốn hỏi Ngọc đó, thì cứ nhắn tin cho Ngọc, chứ không nên dùng nó trước khi mình không rõ là mình có nên dùng hay là không. Và dù chị em phụ nữ mà mang thai hay là đang cho con bú đồ á thì là cẩn thận với cái này nha, đó chứ không nên dùng. Cũng như là khi mà đi ra ngoài mà nói, tại vì cái này nó đã gọi là làm cho cái da mặt mình gọi là rát hay mẫn cảm rồi đó, thành ra nếu như mà đi ra mà không khí mà lạnh hay đồ này kia rồi đó thì nên cẩn thận, hay là gọi là wind chill rồi đó, làm nó sát da mặt mình đó, thì nên có những cái gì mà gọi là phủ cái, che cái da mặt mình lại để cho nó bớt bị những cái vấn đề kia đó. Thì cẩn thận với những cái vấn đề mà về khí hậu đó, khi mà mình đang sử dụng cái này
Thì thường đó là cái lý do mà tại sao Ngọc nói là nên dùng cái benzoyl peroxide này trước. Mà nếu như cảm thấy mình nó không có tác dụng tốt ấy, thì mới dùng tới cái này. Thì Ngọc nghĩ Ngọc chủ yếu là muốn đã có những cái điều mà Ngọc muốn cần nói rồi đó. Thì nói chung là tương đối đầy đủ những cái điều Ngọc muốn nhắc thêm. Còn nếu như các cô chú anh chị em mình có những câu hỏi gì mà đặc biệt mà riêng cụ thể cho mình á, về cái sản phẩm này đó mà muốn hỏi Ngọc và cho rõ hơn đó thì cứ nhắn tin cho Ngọc. Một cái điều nữa là trong cái thời gian mình dùng cái này, nếu như mà cái da mặt mình nó hơi bị khô hay là nó gọi là nó cảm thấy hơi rát hay này kia đó, thì mình có thể dùng cái loại mà dưỡng da, một cái moisturizer đó lên trên để giúp cho cái da mình nó cảm thấy dễ chịu hơn. Chẳng hạn là ví dụ ban đêm dùng cái này ha, thì mình thoa cái lớp này lên trước rồi, rồi sau đó mình thoa thêm một cái lớp kem dưỡng da khác nữa lên trên cái lớp này. Thì trong cái kem dưỡng da đó nó có những cái chất nó làm dịu, nó mát, nó dịu cái da hơn. Hoặc là mình có thể mà gì đó dùng cái aloe vera đó. Đó, Ngọc nghĩ cái đó là cái tốt nhất mà khi mình sử dụng cái này mà mình bị những cái da phải gọi là cái cả cảm giác mà burn hay là khô da rồi đó, hơi rát á mà nhẹ nhẹ đó, thì có thể dùng cái aloe vera. Tức là sau khi mình thoa cái lớp này lên, không nên dùng cái này nha. Cái này là cái sản phẩm mà hôm trước mà gọi là cho ban đêm mà dưỡng da ban đêm mà Ngọc đã có nói nè. Thì cái này á nó cũng có cái retinol ở trong này. Thì cái retinol này á cũng là gần gần giống như cái này. Cho nên thành ra không nên dùng hai cái này chung với nhau. Nếu như mà dùng cái này đó thì cái tốt nhất là nên dùng cái aloe vera, cái loại kem dưỡng da mà cái aloe vera đó, thì nó cái đó nó làm mát, nó dịu, nó nhẹ cái da, nó thì nó lấy đi bớt những cái cảm giác khó chịu từ cái này đó, chứ không nên dùng cái này nha, không nên dùng cái này chung với cái đó. Thì Ngọc muốn nhắc sơ lại như vậy. Thì Ngọc xin dừng ở đây, nói chung tóm tắt ngắn gọn trong cái này. Thì nếu như các cô chú chị em nào mà có cái câu hỏi mà cụ thể riêng cho mình mà không có chắc chắn á, muốn hỏi Ngọc á, lời khuyên của Ngọc thì cứ nhắn tin cho Ngọc biết. Thì Ngọc xin dừng ở đây.